mây sẽ bay trong chiều. Quyền đệ tốt. Đôi vàng và cánh lá bi, tình nào tình trắng quyến ly. Mộng đẹp còn sai cớ sao vẫn chờ ai? Hoa nào hoa thấm nhưng dở dàng. Sông nào sông sẽ trôi xa ngàn. Bên sông và ngọn gió lớn, ngàn trùng mịt mù sông nước. Tình nào là tình để mình còn đợi mong. Hoàng Thiên, em có nhận ra thuốc này không? Là loại thuốc hàng ngày ba uống đó. Thì ba mình bị bệnh huyết áp mà, phải uống thuốc điều hòa huyết áp chứ. Ba bị hạ huyết áp, thuốc này cũng là thuốc hạ huyết áp. Sao ba lại uống cái này chi vậy? Đó lý do này gặp em. Anh nghi ngờ mẹ em đã cố tình trao thuốc để hại ba. Sao có chuyện đó được? Không thể nào. Hoàng Thiên, em bình tĩnh nghe anh nói nè. Anh biết á là em khó chấp nhận lắm, nhưng mà nghe anh, anh đã tình cờ phát hiện cho hũ thuốc của ba. Toàn là thuốc nhỏ nhưng sót lại một viên thuốc lớn. Anh đã đem hai mẫu thuốc này ra nhà thuốc Tây dò hỏi rồi. Người ta nói á, loại thuốc nhỏ này nè là thuốc hạ huyết áp, thuốc ba không nên dùng trong trường hợp này. Còn đây thuốc lớn mới là thuốc cần cho ba, thuốc tăng huyết áp. Không, em làm gì vậy? Em đi hỏi mẹ cho ra lẽ. Nếu anh làm vậy lúc này á, khác nào bứt dây động rừng. Mẹ em sẽ nghi ngờ. Hoàng Thiên, anh Minh Quân à, nhưng mà mẹ không có làm cái chuyện này đâu. Em nghĩ là chắc có một người nào đó, người ta làm rồi, người ta nói thừa cho mẹ. Nghe anh nói bình tĩnh. Anh biết là em khó tin, nhưng nếu tin anh sẽ có cách chứng minh. Làm theo cách của anh đi. Cách gì? Bây giờ em tìm cách làm đổ hết số thuốc của ba. Lúc đó mẹ em sẽ mua lại thuốc mới. Nếu mẹ em mua những viên thuốc nhỏ này nữa thì coi như những suy đoán của anh là đúng. Mẹ em đã cố tình tráo thuốc hãm hại ba. Còn nếu mà mẹ em mua thuốc lớn thì coi như anh sai. Anh xin lỗi em, xin lỗi mẹ em.
Anh biết là em sẽ sốc lắm, nhưng mà bây giờ không còn cách nào khác hết. Em phải phối hợp với anh là giúp ba, ba của chúng ta, em hiểu không? Em sẽ làm. Mẹ biết chắc chắn này không phải mẹ đâu. Mình là người chung nhà mà mẹ không làm gì đâu. Em chắc chắn nhìn. Mà thế xong chưa con? Dạ. Chết rồi mẹ ơi. Con sao vậy? Mẹ ơi, con bất cẩn quá, con lỡ làm đổ lọ thuốc vô ly nước rồi. Bất cẩn quá vậy mấy nữa. Mẹ, không thấy giờ chỗ mua thuốc ở đâu, mẹ chỉ con đi mua cho ba. Con biết đâu mà mua. Thôi được rồi, để mẹ mua cho. Đem đi đổ cái ly đó đi. Không sao đâu mẹ, để con giúp mẹ. Mẹ nói được mà, để mẹ mua cho. Dạ. Thằng Hoàng Thiện là đứa rất cẩn thận. Sao tự nhiên hôm nay lại làm đổ hết thuốc của ba nó vào trong toilet vậy? Và bình thường nó cũng ít khi quan tâm đến việc lấy thuốc cho ba nó uống. Vì đây là công việc của mình mà. Hay là nó đã phát hiện mình nghi ngờ cái gì rồi? Làm sao biết thuốc đó là do mẹ đổi? Lỡ như anh Quân đổi rồi đổ lỗi cho mẹ thì sao? Nếu như thuốc của mẹ mua về là sai thì lúc đó mình mới tính tiếp. Thôi đi ra ngoài đi, đừng có đứng đó mãi tái nữa, để lát mẹ dẹp cho. Dạ. Ủa Thiện, con tên này hả? Vậy mẹ qua phòng mày kiếm con đó. Thuốc chứ gì, có mua. Đây nè, lấy được cho bà uống. Nhưng mà con nhớ đó, thuốc này là thuốc ngoại nhập, mắc tiền lắm đó. Cái lại hàng hiếm nữa, không phải có đơn giản đâu nghe chưa. Dạ, con biết rồi mẹ. Để cho ba đi, để mẹ xuống mà lo cho ba ăn cái đã. Sai sự thật chứ? Không, mình phải bình tĩnh. Để vài hôm xem lại có gì thay đổi rồi mới tính tiếp. Của ba. Em kiểm tra lần này là lần thứ tư rồi. Những viên thuốc mẹ em mua về màu trắng to như anh nói là thuốc tăng huyết áp. Tại sao lại liên quan cho mẹ em? Anh chắc chắn với em, anh phát hiện ra hai loại thuốc khác nhau trong hũ thuốc của ba và chính tay anh mang đi kiểm tra trực tiếp. Coi như anh nói đúng đi. Nếu như là mẹ cháu thuốc của ba, tại sao bây giờ mẹ không cháu nữa?
Chắc là mẹ em nghĩ em đang nghi ngờ điều gì đó, cho nên không đổi nữa. Thôi được rồi, em nghĩ mẹ em không phải là người như vậy đâu. Đừng vu khống cho mẹ em nữa. Vậy là chắc chắn bà ta đã phát hiện ra Hoàng Thiện biết gì đó nên đã không đổi thuốc nữa. Vậy thì thuốc bà uống là viên nhỏ hay viên lớn thì đố ai mà biết được. Làm sao cho ba biết để cảnh giác đây? Nếu nói ra không đúng thì lại mang tội vu khống làm nhà cửa ồn ào. Anh gọi em ra đây có chuyện gì nữa? Ba Thị nè, anh đã xác minh rồi. Đúng là tất cả số thuốc mẹ mua về cho ba lần này đều là số thật. Nhưng anh chắc chắn với em, mẹ em đã biết được điều gì đó nên mới ngừng việc đổi thuốc lại. Hoặc là mẹ em đang có cách khác để hại ba. Đủ rồi. Tại sao anh thích vu khống cho mẹ em quá vậy? Anh không vu khống. Anh làm tất cả mọi chuyện vì muốn cứu ba của chúng ta thôi. Nghe anh nè, anh đã có kế hoạch mới. Em cầm chiếc máy ghi âm này, nhét bên trong chiếc áo con chó mà mẹ em hay ôm. Thật hư sẽ rõ ràng. Thiện, sau khi sự thật rõ ràng chứng minh những gì anh nói là đúng thì em phải giúp anh. Chỉ có sự kết hợp của anh em chúng ta mới cứu được ba của chúng mình thôi. Anh, đến giờ uống thuốc rồi nè. Phải uống đúng giờ chứ. Uống thuốc thì phải nhớ chứ. Nè anh, uống đi. Ba. Chuyện gì vậy? Dạ thưa ba, con xuống, con xin ba là tí nữa con đi làm chung với ba. Không cần đâu. Còn đứng ở làm gì nữa? Lên phòng đi. Dạ thưa ba.
anh chắc chắn vì Hồng đang có mưu tính gì đó với giữa má anh và anh. Nếu không, anh không tin vì Hồng là trọng lượng như vậy. Thì em nghĩ lý do duy nhất để bác giữ anh lại đó là muốn khống chế má của anh. Mà nếu vậy á thì tình trạng của má anh á ngày càng phải được cải thiện hơn. Còn nếu tình trạng của má anh ngày càng xấu đi thì chắc chắn sẽ bị tống ra khỏi nhà này ngay lập tức. Suy luận của anh như vậy cũng đúng á. Nhưng mà từ hôm đó đến nay thật sự là má của anh không có chuyển biến gì khác hay là tốt hơn hết á. Vậy thì lý do là gì? Mẹ, tại sao mẹ? Sao có vô hợp đồng trà? Mẹ sợ là con Hà Thi nó sẽ trở quẻ. Nói hết tất cả những chuyện xấu của mẹ con mình cho Minh Luân nghe. Là mẹ con mình gặp nguy. Còn bà La cũng vậy. Bây giờ bà đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Mẹ con mình bây giờ giống như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần một sơ hở thôi là tất cả mọi chuyện sẽ bị phanh phui tanh bạch. Giờ nghe mẹ nói nè. Về phía con đó, con phải tìm cách bịt miệng con Hà Thi lại. Còn đối với mẹ, không còn gì để mất. Mẹ sẽ đi nước cờ cuối cùng. Nước cờ gì vậy mẹ? Con có được biết không? Lý do là mẹ không muốn cho con biết. Mẹ tính làm một mình. Nhưng mẹ đã suy nghĩ kỹ lại rồi. Nếu mà mẹ làm một mình á, rất dễ bị bại lộ và khả năng thành công sẽ rất là thấp. Cho nên mẹ quyết định cho con biết. Nhưng mà con phải hứa với mẹ một điều. Cho dù ở trong tất cả mọi tình huống nào, con phải hết sức bình tĩnh. Dạ, con biết rồi mẹ. Ăn quà đi. Nó lại biết mẹ trao thuốc của ba. Thuốc gì vậy mẹ? Mẹ trao thuốc huyết áp của ba. Nhưng mà mẹ nghĩ thằng Hoàng Thị không thể nào mà biết cái chuyện này. Chỉ trừ ra thằng Minh Quân. Thằng Minh Quân nó chỉ dạy thằng Hoàng Thị mới biết làm thôi. Tại sao mẹ lại phải trao thuốc của ba? Tại vì mẹ muốn ba nằm trong quản lý của mẹ con mình. Con à, con nghĩ lại đi. Nếu mà khi mà ba biết được tất cả mọi chuyện do mẹ con mình làm ra thì lúc đó mẹ con mình sẽ như thế nào? Mẹ con mình sẽ trắng tay. Tài sản mẹ con mình sẽ không còn. Thậm chí mẹ con mình bị đuổi ra khỏi nhà. Mà có thể là mẹ con mình cũng sẽ bị ở tù đó con. Và con phải nhớ rằng mẹ làm tất cả là vì con và Hoàng Thiện. Dạ, con nhớ rồi mẹ. Và nước cờ lần này mẹ muốn một mũi tên bắn trúng hai người. Người đó chính là Minh Quân và ba con. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Không được đâu mẹ. Con ngồi xuống đi. Mẹ, con đã hứa với mẹ rồi là phải hết sức bình tĩnh mà. Mẹ, không được đâu mẹ. Mẹ nói với con á là chỉ cần đối phó với Minh Quân thôi mà. Minh Quân thì được, nhưng mà ba thì không được đâu mẹ. Đó là ba của con. Ông ấy không phải là ba của con. Mẹ nói cái gì vậy? Sao ngày hôm nay mẹ nói toàn những điều mà con không hiểu không à? Đó là sự thật. Ông Lực không phải là ba ruột của con. Em nè, anh có chuyện muốn nói với em. Em có muốn học nâng cao làm bác sĩ hay không? Hay cứ muốn an phận làm y tá như vậy hoài? Anh thì nỡ muốn học, nỡ muốn ngưng. Học thì không có tiền. Mà cứ làm y tá như vậy hoài, chắc ngóc đầu lên học nổi. Anh, em có chuyện này quan trọng hơn chuyện đó nữa nè. Chuyện gì? Em có thai rồi. Mình có con rồi đó. Hay là mình cưới nha. Chờ, sao lại em lại có? Tiền đi học bác sĩ giờ còn không có.
Để gì mà nuôi? Bỏ ngay, bỏ ngay lập tức. Anh, sao anh nói vậy? Dù gì nó cũng là con mình mà. Anh nói rồi đó, nếu em để thì anh cũng sẽ không cưới em đâu. Và anh cũng không có khả năng tài chính để lo cho em đâu. Anh im đi. Đồ còi. Anh chỉ biết nghĩ về bản thân mình thôi. Anh biến đi. Ờ đi. Vậy ra chuyện tình yêu của ba và mẹ trước đây khi mẹ kể cho con là giả tạo hết hả mẹ? Đúng vậy. Lúc đó bằng mọi giá mẹ phải lấy cho được ba của con. Và mẹ tìm đủ mọi cách để tống cổ mẹ Minh Quân ra khỏi cuộc đời con ấy. Hơn 20 năm trước mẹ đã làm đủ mọi cách là vì mẹ. Nhưng bây giờ con tin mẹ đi, mẹ làm đủ mọi cách là vì con, là vì Hoàng Thiện. Ở nước cờ này, một trong hai người ai nằm xuống cũng được thì cuộc chiến này mới kết thúc. Tuy nhiên mẹ có chiến thắng tuyệt đối thì mẹ muốn người nằm xuống không phải là Minh Quân mà đấy sẽ là. Con cũng không ngờ là mọi chuyện lại kết thúc nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Nè, muốn nói gì? Nói thẳng lên đi. Chị yên tâm đi. Sau ngày hôm nay, hai người sẽ không còn ở trong lãnh cung nữa, mà sẽ bị đầy xa xứ đó. Thôi đủ rồi, anh đừng vu khống cho mẹ em nữa. Từ đây về sau, em không tin anh nữa đâu. Đúng rồi. Ai cũng được. Minh Quân, thì là ba con. Người nào bỏ mạng chơi cho mẹ con mình sớm kết thúc. Mẹ, hay là mẹ lấy con gà Minh Quân cho. Dù sao thì đó cũng là ba của con. Mẹ nhắc lại lần nữa, ông ấy không phải là ba của con. Một là ông chết, còn hai là mẹ con mình sẽ chết, hoặc là mẹ con mình sẽ cắn tay. Con chọn con đường nào? Chuẩn bị đi.